Mình á thì mình không biết là do bây giờ mình bắt đầu làm video về cái chủ đề này, mình mới tìm hiểu về nó nên là mình mới phát hiện ra là ngũ cốc nói chung và đặc biệt là yến mạch đó, nói đi nó vô cùng là phong phú. Hay là sau khi cái ngũ cốc sau này mọi người quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn á thì nó mới bắt đầu nó phát triển, cái thị trường nó mạnh lên. Nhưng mà thật sự cái thị trường này vô cùng và phong phú, và mỗi lần mà khi mà mình lựa chọn một cái sản phẩm nào đó mình quyết định review á thì mình cũng phải đắn đo cân nhắc là liệu thật sự là nó có tốt hay không, hoặc là cái mức độ phổ biến của nó. Tại vì nếu như mà mình lựa chọn một cái sản phẩm mà nó cái mức độ cái tệp khách hàng của nó quá nhỏ đi thì khi mình giới thiệu với các bạn cũng không có nằm trong cái đối tượng khách hàng mà nó phục vụ thì nó cũng không có tác dụng gì, đúng không? Mình cũng phải cố gắng mình lựa một cái tệp khách hàng nào đó thích hợp thôi để mình lựa chọn cái sản phẩm đó mình review, cố gắng hàng ngày để mà những cái video sau của mình tốt hơn những video trước, và mình luôn cố gắng tìm kiếm những cái sản phẩm thật sự tốt và chất lượng để gửi đến các bạn. Thì rất là mong các bạn sau khi xem video này xong thì hãy ấn like và đăng ký kênh cho mình để ủng hộ mình nha, để mình tiếp tục có động lực làm những video khác. Và các bạn nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì sau khi video này lên sóng thì một loại ngũ cốc yến mạch nữa sẽ được lên sóng tiếp theo, và mình đã bảo là vô cùng là ngon luôn. Tại vì khi mà mình nghe tên gọi đó là mình đã thấy thèm, nhưng mà mình phải rất kìm nén để mình có thể qua được cái video đó. Xin giới thiệu với các bạn một chiếc background rất là xịn sò đến từ vị trí của mình. Đây, đằng sau đây đó là cảnh của Đà Lạt, các bạn thấy không? Đó, cái vàng vàng đó là nhà lồng, mấy cái đó đó, đó. Có nghĩa là bây giờ mình đang quay buổi tối và mình đang quay trong phòng kín nên là có thể nó sẽ hơi vang, nhưng có gì các bạn thông cảm cho mình nha. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hôm nay thì mình mang tới cho các bạn một loại ngũ cốc mới đây. Với cái thiết kế như thế này, bao bì như thế này thì mình cũng có thể đoán hả? Thì mình cũng có thể đoán được là cái ngũ cốc này không đến từ nhà Trung Quốc của chúng ta nữa, mà đến từ Ba Lan nha. Thì các bạn có thể thấy từ cái bì ngoài của nó là đã khác rồi. Và đặc biệt là sau khi làm một chuỗi series về cái chủ đề mà ngũ cốc nội địa này thì mình nhận ra là càng ngày những cái bao bì của sản phẩm nó càng được cải tiến. Ví dụ như Trung Quốc thì các bạn chỉ thấy là nó ghi thành phần này, hướng dẫn sử dụng, nói chung là những cái mà bắt buộc phải có thôi. Còn qua đến ngũ cốc của Nhật đó thì chúng mình sẽ có là một phần như vậy là bao nhiêu ml, hoặc là một người thì khẩu phần ăn một ngày là bao nhiêu, dành cho đối tượng nào, đó là đối tượng 18 tuổi với mức calo hàng ngày là 2000. Đó là sản phẩm của Nhật là ghi rất là rõ rồi. Và đặc biệt với sản phẩm của Ba Lan như thế này thì mình còn thấy rất là nhiều điều hay nữa. Mình không biết có phải là do nhà phân phối hay không, mà đây chúng ta có cả một cái nhãn phụ ở đây nữa. Thì cho các bạn nào chưa biết, theo quy định tại khoảng 3 điều 3 nghị định 43/2017 nghị định chính phủ, thì chúng ta có nhãn phụ tương tự như nhãn gốc được gắn lên trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm, nhưng ngôn ngữ được sử dụng phải là tiếng Việt. Có nghĩa là những sản phẩm khi từ nước ngoài vào vô tới Việt Nam á, đưa tới tay người tiêu dùng thì phải có một cái nhãn phụ và được dịch bằng tiếng Việt. Trên đó nêu rõ những nội dung bắt buộc cho nhãn gốc luật định. Các cá nhân tổ chức phải dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hoặc là những nội dung mà nhãn gốc cần thiết theo quy định của pháp luật. Những điều bắt buộc phải có nội dung của nhãn phụ đó là các thông tin thể hiện trên nhãn phụ và tương thích đúng với các thông tin ghi trên nhãn gốc, như được nguồn gốc cũng như bản chất của loại hàng hóa. Nhãn phụ không được chứa nội dung hình ảnh có thể gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, kinh tế, an toàn xã hội, quyền hạn hạ giá của nước ta, như tranh chấp chủ quyền, nội dung nhạy cảm khác và không được trao với thùng không mỹ tục. Thì trên nhãn phụ sẽ có tên hàng hóa, xuất xứ, tên địa chỉ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng và định lượng của hàng hóa. Đó, nói chung là các bạn có thể tìm hiểu thêm về nhãn gốc cũng như là nhãn phụ của hàng hóa ở trên internet đó, rất là nhiều. Nhưng mà mình rất là bất ngờ tại vì ở đây chúng ta có nhãn phụ ở trên này nè. Thì trên này chúng ta sẽ có tên của sản phẩm là Bakalan gì đó, ngũ cốc, thành phần, thông tin hướng dẫn sử dụng, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, bảo quản đó. Như các bạn có thể thấy thì đây là cái vỏ sản phẩm của mình này, nó không có giống với cái vỏ của ngũ cốc Nhật Bản hay là ngũ cốc Trung Quốc, mà là cái vỏ kiểu ni lông một tí đó, khá là chắc chắn, màu sắc cũng rất là dễ thương. Đối với cái sản phẩm này á, thì mình có rất là nhiều loại. Chúng ta có Nam Việt Quốc, trái cây nhiệt đới, hạt khô, trái cây sấy, hoặc là trái cây rừng là màu tím. Ở đây mình lựa cái loại trái cây rừng màu tím này nè, tại vì trước giờ mình chưa có thử cái loại trái cây rừng này bao giờ. À, mình vẫn có trái cây nữa nên mình quyết định chọn cái loại này nha. Khối lượng tịnh của nó là 300g. Theo những gì ở trên cái vỏ của nó, các bạn có thể thấy ở trên này nha.
đây là tên của sản phẩm này, tại vì mình không biết đọc cái tên này chính xác là gì, nên nếu các bạn biết thì có thể chỉ cho mình. Ở đây thì chúng ta có cái hình minh họa của năm cái loại quả ở đây. Mình lựa cái loại này là màu tím á, nó là cái loại trái cây nhiệt đới, và trên cái thông tin sản phẩm mà lúc mà mình mua thì shop cũng đã ghi rõ là năm loại trái cây nhiệt đới, nó ghi ở đây nè, và có cả mật ong nữa. Thì năm loại này nó cũng ghi rất là rõ ràng tên của nó ở dưới này nha. Mình sẽ dịch tiếng Việt ra đây. Chúng ta sẽ có cây Nam Việt Quốc, quả mâm xôi, quả mâm xôi đen, cây Việt Quốc và cây kiểu cây Việt Quốc đỏ các bạn, và một cây nho đỏ nữa đó. Những cái trái cây này là thuộc về nhiệt đới nên là mình rất là hứng thú với nó và cảm thấy lạ lùng. Ở đằng sau này thì các bạn có thể thấy là cũng như vậy, chúng ta có một cái hướng dẫn sử dụng ở đây là chúng ta có thể sử dụng nó với sữa nè, dầu u, làm t-shirt, là chén mì, hoặc là sử dụng như là một cái món ăn vặt. Rất là rõ ràng, chữ phong chữ rất là dễ thương. Vì là có nhãn phụ nên là mình sẽ không có dịch những cái thành phần, những cái chữ ở trên này. Thì chúng ta sẽ có thành phần là ngũ cốc 63% nguyên hạt, là một loại ngũ cốc nguyên hạt nha. Yến mạch, lúa mì, bột mì, ngô, gạo, đường Nam Việt Quốc này 10%, mực ong 8,2%, dầu cọ, dâu rừng 0,5%, Việt Quốc 0,5%, mâm xôi 0,5%, năm nho 0,5%, chất nhũ hóa, muối hương tự nhiên. Thông tin cảnh báo là không dùng sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Thì chúng ta sẽ qua hạn sử dụng một tí. Hạn sử dụng sẽ ghi ở cái góc này và cả trên nhãn phụ cũng có nữa. Ở đây ngày sản xuất là ngày 27 tháng 5 năm 2020 và ngày hết hạn sử dụng là 27 tháng 7 năm 2021. Hạn sử dụng là 1 năm. Khối lượng tịch là 300g một gói. Có hướng dẫn bảo quản này, xuất xứ, địa chỉ. Hướng dẫn sử dụng là dùng trực tiếp hoặc dùng với sữa, sữa chua và các loại nước ép. Một điều đặc biệt mà mình nói với các bạn là ở đây chúng ta có đây. Theo những gì mình dịch được thì nó sẽ là 100% chất xơ và 0% glucose syrup. Theo Google thì glucose syrup là một loại siro được thủy phân từ tinh bột, nguồn gốc chủ yếu là ngô hoặc cũng có thể là khoai tây, lúa mì, lúa mạch như kiểu là cái mạch nha bình thường mà hay ăn á. Đường glucose syrup chuyên dùng để sản xuất bánh kẹo và có tác dụng làm ngọt, tạo đặc và ngăn chặn quá trình kết tinh đường. Đại loại là đây là một cái loại ngũ cốc mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, ít đường, đảm bảo là không có những cái đường như kiểu đường mạch nha đồ các loại như vậy đó. Nếu như ngũ cốc nội địa Nhật khiến mình rất là ấn tượng khi mà phân chia rõ là phần khẩu phần cho một người, người lớn từ bao nhiêu tuổi và với yêu cầu như thế nào, thì ở đây chúng ta có một cái bảng hàm lượng dinh dưỡng ở đây. Như mình nói ở những video trước thì chúng ta muốn nếu như sử dụng với mục đích giảm cân hoặc tăng cân hoặc bất kỳ một cái gì đó, nhưng mà mình phải đảm bảo được là mình đã đưa những cái gì vào cơ thể của mình với hàm lượng bao nhiêu để chúng ta có thể điều chỉnh một cách thích hợp. Thì đây chúng ta sẽ có một cái bảng thành phần dinh dưỡng ở đây. Màu tím tím này rất là dễ thương đúng không? Chúng ta sẽ có hàm lượng của 100g ở đây, và bên cạnh đó là hàm lượng cho một serving. Tại vì mình có bạn hay kiểu tập gym thì các bạn hay nói với mình là một serving, sau đó thì mình mới được giải thích đó là trong những cái gói ví dụ như là BCCA hoặc là những cái mass thì nó sẽ có những cái muỗng để đo, nên là mình có mất một muỗng đó thì được gọi là một serving. Thì ở đây một serving nó tính là 50g. Khi mà mình thấy cái này thì mình nghĩ là trong cái gói này sẽ có một cái gì đó dùng để đo lường một serving, hoặc là khái niệm serving của nó sẽ là gì. Thì serving của nó sẽ là 50g. Nói chung là cái cột này nè, 50g nhân đôi lên sẽ là 100g, cũng như lạ lùng lắm. Nhưng mà cái cuối cùng, có một cái cục cuối cùng mà mình vẫn chưa tìm hiểu được. Thì trong này chúng ta sẽ có một cái gì đó phần trăm AR chia cho RMV per serving. Mình cũng không biết nó là gì, tại vì mình đã thử rồi, thử chia rồi thì mình cũng thấy nó không có thích hợp. Thực sự là mình thấy nó không thích hợp. 3:28 AM, 8:01 PM. Sau một hồi tìm hiểu á, thì mình biết á, là cái khái niệm này chỉ về là một lượng tham chiếu cho một người lớn trung bình. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu nhiều hơn á, thì chúng ta có thể thấy là có một cái bài báo viết rằng chúng ta có thể thấy cái lượng tham chiếu cho một người lớn trung bình ở trên cái nhãn của cái gói thực phẩm như thế này. Nó cho bạn cái lượng đó thể hiện cho bạn thấy là cái khối lượng tối đa của năng lượng và calorie đó mà chúng ta nên ăn cho một người lớn trung bình một ngày. Và như thế nào được gọi là một người lớn trung bình? Đó là một người lớn bình thường với mức tiêu thụ là 8.400 kJ, có nghĩa là 2.000 kcal một ngày, thì giống như là sản phẩm của Nhật.
Mình hiểu rồi. Đây nha, mình nói nó hơi dài dòng tí. Các bạn thông cảm, tại vì mình muốn giải thích rõ về cái nhãn này nè, về cái thành phần hàm lượng dinh dưỡng của nó. Nó gây cho mình một cái sự chú ý rất là mạnh đó. Một cái bảng hàm lượng dinh dưỡng như thế này thì chúng ta sẽ có 4 cái cột. Ba cái hàng thì chúng ta sẽ có những cái chất liệu như năng lượng nè, chất béo nè, tinh bột nè, chất xơ nè và muối. Còn ở cột bên kia chúng ta sẽ có hàm lượng dinh dưỡng trong 100g. Ở đây trang ghi rất là rõ là 1712 kJ, có nghĩa là 406 kcal. Ghi rất là rõ chứ không phải là như những cái video trước mà các bạn cũng có thể để, là khi mà mình đặt bị lộn giữa kJ và kcal, tại vì mình không có phân chia được hai cái khái niệm đó. Còn bây giờ thì mình đã hiểu rồi. Một cái bên cạnh nữa đó là khối lượng cho một serving đó là 50g, thì mình cũng đã giải thích 50g ở trên. Và bên cạnh đó là cái phần mà cái hàm lượng cho trung bình cho một người, thì 50g á chiếm 10% cái số calo mà một người cần trong ngày, các bạn hiểu không? Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có năng lượng này nha. Trong 50g cái ngũ cốc này thì chúng ta sẽ có 856 kJ, tương ứng với 203 kcal, và nó chiếm 10% cái phần mà calo chúng ta cần trong một ngày. Hoặc là ví dụ ở cái phần chất béo đây, 150g nó sẽ có 4,6g chất béo, thì nó sẽ chiếm 7% của lượng chất béo chúng ta cần một ngày. Ví dụ như các bạn, cái này để cho các bạn có thể tính toán chính xác được rằng khi các bạn ăn 50g thì các bạn chỉ chiếm 7%, và chúng ta sẽ dùng 93% những cái lượng chất béo còn lại phân bổ vào những cái thực phẩm khác, hoặc là nếu như chúng ta ăn cái này không thì chúng ta cứ nhân 10 lên là sẽ đủ. Nói chung là rất là hay đúng không? Tại vì những cái mà có cái hàm lượng dinh dưỡng rõ ràng như thế này thì chúng ta có thể kiểm soát được cái vấn đề mà calo in và calo out vào cơ thể của mình á, thì mình có thể kiểm soát được cân nặng có tốt hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lột cái này nè. Bây giờ tại vì trời tối rồi đó, nên là các bạn lo lo các bạn có thể nghe thấy tiếng xe chạy hoặc là tiếng chó sủa ở đằng xa xa ngoài kia. Ở đây chúng ta có thể đọc được ở đây cái chữ này Easy Oven Bag, một cái túi rất là dễ mở. Và nó vẫn là dạng túi zip quen thuộc, khi mà chúng ta dùng xong thì mình đóng cái nắp túi zip lại. Khi mà chúng ta dùng xong thì mình sẽ đóng cái nắp túi zip lại để có thể bảo quản được lâu hơn nha. Ấn tượng đầu tiên của mình khi mở ra là mùi trái cây rất là thơm. Các bạn có thể liên tưởng đến những cái kẹo mà thời xưa khi chúng ta ăn á, kẹo kiểu kẹo đường, kẹo trái cây ngọt ngọt ngọt, thì cái mùi trái cây thơm như vậy luôn á. Ở đây mình không có dĩa nên là mình sẽ tiến hành đổ nó ra cái ly, một cái ly trong bình thường. Chỉ có điều là mình có thể khẳng định với các bạn là lúc đầu mình nghĩ là trong này tính theo serving, có nghĩa là mình sẽ có một cái gì đó để đo lường nó ra nha. Nhưng mà thật sự là trong này không có muỗng hay là một cái thiết bị gì dùng để đo lường cả. Chúng ta chỉ có thể là khối lượng của nó là 300g, một serving là 50g, là 1/10 cái lượng calo chúng ta cần một ngày. Thì mình sẽ lấy cái này chia làm 6 phần bằng nhau, thì một phần dĩa là 50g. Tại vì nó là trái cây rừng mà mình đã biết rồi, trong này chỉ có 5 cái loại trái cây như vậy, màu sắc không có bắt mắt và đẹp những cái kia đó, nên là mình cũng không mong chờ gì quá nhiều đó. Xin bây giờ mình sẽ tiến hành thử nha. Đầu tiên là cái trái này, tại vì nói chung là mình nghiện trái cây nhưng mà mình thích ăn ổi rồi hơn, nên là mình không có làm những cái trái cây rừng rối gì lắm. Các bạn thông cảm, mình chỉ thử và mình xin phép. Mình không biết rõ nó là cái trái gì hết, nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Mình sẽ thử cái chấm màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh này trước. Chua, hơi chát nữa. Cảm giác như là chát cây tươi xảy ra thật á. Tại vì nó chua mà nó còn chát nữa. Hỏi một miếng màu đen nè. Này là trái nho hả? Nho khô của mình yếu vừa rồi, giống nhau là nó màu đen nha, màu nâu nha, còn cái này nó là màu đen thực sự nè. Nhỏ xíu á, nhỏ thực sự quá. Chua chua, thơm. Cái trái cây này lúc mà cắn một cái mùi nó vẫn còn rất là thơm. Ở đây có một cái trái gì đó đen thui luôn, tròn tròn. Ăn nó kiểu sốt. Xin lỗi các bạn, thật sự mình không thể đoán được nó là cái trái gì. Nếu như bạn nào đã dùng qua rồi hoặc là đã bình thường đã ăn nhiều cái trái cây kiểu trái cây rừng như thế này thì các bạn chỉ cho mình. Mong là các bạn có thể thấy rõ. Ở đây chúng ta có rất là nhiều cái kiểu cái miếng trái cây vỡ vỡ li ti màu đỏ đỏ đen đen này, thì nó chính là quả mâm xôi. Tại vì cái trái mâm xôi hay còn gọi là cái trái gì nè. Cái trái mâm xôi như thế này các bạn,
rất là nhiều cái nhẹ nhẹ nhỏ li ti lại, nên là mình nghĩ khi là sấy khô nó sẽ vỡ ra thì nó thành nhiều cái miếng nhỏ như vậy. Trên đấy mà rất là ngọt và kiểu nó có cái mùi của những cái loại trái cây trên đó rất là thơm. Thơm lắm. Nhưng mà thật sự là mình đã hy vọng là nó không có nếp trong này, tại vì mình đã quá béo rồi. Và một điều mình cũng rất là hy vọng nữa đó là cái yến mạch. Đây, thử nha xem nó có đường à. Ăn cảm giác như là đang ăn kẹo vậy đó. Thật sự rất là thơm. Với lại trái cây rừng này là một loại đáng thử hết thơm á. Chỉ sáng sớm mà mình lấy cái này xong mình pha với sữa mình uống là thô rồ luôn á. Bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. À, mình thích ăn những cái trái sấy khô trong này hơn. Đặc biệt nó ngon kiểu gì á, kiểu nó được sấy khô khô luôn từ cái trái cây tươi thật á. Mình nhớ là mình mua 300g là 100 mấy á, nó mắc hơn cái loại mà ngũ cốc nội địa chung mà mình hay review. Nó cũng xem với cái giá 300g 100 mấy thì nó cũng xem với cái loại mà ngũ cốc nội địa Nhật á, thì mình cảm thấy là một sản phẩm như vậy là xứng đáng nè, xứng đáng đồng tiền mấy cả luôn. Mình bỏ ra trường đó tiền và mình biết mình nhận lại được những gì, mình ăn những gì, mình cho những cái gì vào cơ thể của mình. Mình thấy rất là thích cái loại này. Mình sẽ nói sơ qua về yến mạch một tí nha. Nó đã được chế biến qua rồi nhưng mà mình không có chắc chắn lắm về cái phương thức chế biến của nó, tại vì nó giống sấy khô nè. Không có đường, nhưng mà vì nó được để chung với những cái loại trái cây này nè và kiểu hòa trộn vào nhau nên là nó dính đường những cái loại trái cây. Nói chung là ăn rất là ngọt, giòn nha. Hoàn toàn có thể ăn thay đồ ăn vặt được, ăn thay snack được, rất là ngon, rất là ngon. Để thêm một loại một cái yến mạch nữa, tâm đắc. Thì mình rất mong là có thể gặp được các bạn ở những video tiếp theo nữa. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, có điều là cái này thật sự rất là ngon, nghe rất ngon và rất ngon. Ngon lắm các bạn. Không biết là các bạn có hay thử những loại này không? Ngon thật sự. Ăn vặt rất là hợp lý luôn, thật sự rất hợp lý. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Và đừng quên nhấn cái chuông bên dưới. Mình sẽ ra video vào hàng tuần. Bye bye. See ya.